Tổng hợp tin tức tiền điện tử hot nhất tuần qua, một tên miền NFT.com đã được bán với giá kỷ lục 15 triệu đô. Thương vụ đã được hoàn tất vào ngày 3 tháng 8. Đây cũng là tên miền liên quan đến crypto đắt nhất lịch sử, vượt qua ETH.com, được mua với giá 2 triệu đô vào năm 2017. 2. Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase chối tội giao dịch nội gián, Ihsan Wahi đã bị cáo buộc giao dịch nội gián, phím hàng cho người thân để thu nhập bất chính, song anh đã không nhận tội trong phiên điều trần. 3. Solana gặp sự cố bảo mật diện rộng, người dùng nên cẩn trọng, số lượng ví bị ảnh hưởng đã lên tới con số hơn 8.000 và tiếp tục tăng lên, song chưa thống kê thiệt hại cụ thể. 4. Câu lạc bộ All4 City mở bán vé xem bóng đá bằng Bitcoin, người hâm mộ có thể mua vé, đồ ăn và thức uống bằng Bitcoin thông qua Lightning Network bên cạnh các phương thức thanh toán cũ như tiền mặt và thẻ. 5. Hash xác nhận mất hơn 3 tỷ đô vì Luna USD, CEO của Hash đã mua 30 triệu token Luna trong những ngày đầu của dự án, lượng token đó trị giá 3,6 tỷ đô khi giá Luna đạt đỉnh vào đầu tháng 4 năm nay. Mua hàng hiệu, thanh toán bằng những chú vượn. Mới đây, Gucci xác nhận bắt đầu cho phép thanh toán bằng ApeCoin, APE. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp cận hệ sinh thái tiền điện tử của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Khách hàng của Gucci hiện có thể mua sắm các mặt hàng tại các cửa hàng trên khắp nước Mỹ với APE thông qua nền tảng BitPay. Gucci đã khẳng định sự nghiêm túc tham gia vào thị trường khi tung ra bộ sưu tập NFT Super Gucci, hợp tác với thương hiệu đồ chơi vinyl Super Plastic vào hồi tháng 2 năm nay. Và chỉ một tháng sau đó, Gucci tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập NFT Gucci Grail nhằm đến mục tiêu là chủ sở hữu của các dự án NFT nổi tiếng như BAYC. Vào hồi tháng 5, Gucci đã từng công bố kế hoạch cho phép thanh toán bằng tiền điện tử tại 11 cửa hàng được chọn ở New York, Los Angeles, Miami, Atlanta và Las Vegas. Danh sách 12 đồng tiền kỹ thuật số được chấp nhận bao gồm Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu và nhiều loại tiền ổn định stablecoin khác. Ngân hàng nhà nước sẽ có quy định với Bitcoin, tiền mã hóa. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh Bitcoin, tiền ảo không phải tiền pháp định hay phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Lãnh đạo khuyến cáo, tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện giao dịch, nghiệp vụ liên quan đến tiền mã hóa do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận trốn thuế. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cần tăng cường rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền mã hóa, báo cáo kịp thời các giao dịch hoạt động đáng ngờ. Đây cũng là điều kiện giúp cơ quan quản lý có thể xử lý linh hoạt sau khi luật được ban hành, tạo khuôn khổ cho chính phủ trong những văn bản dưới luật để đảm bảo ngăn chặn hoạt động rửa tiền, trốn thuế hoặc sử dụng loại tài sản này để biếu tặng, mang tính chất tham nhũng, hối lộ. Những vụ hack NFT đã gây tổn thất hơn 80 triệu đô trong năm 2022. Nghiên cứu gần đây từ Cambridge Tech đã cho thấy rằng các vụ hack NFT đang trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Công ty đã theo dõi quá trình này kể từ khi các tiêu chuẩn NFT lần đầu tiên được giới thiệu và trở nên phổ biến vào đầu năm 2020. Kể từ đó, hơn 86,6 triệu đô đã bị đánh cắp. Theo giá ngày nay, những NFT này trị giá hơn 896,5 triệu đô. Sau đây là 10 vụ hack NFT lớn nhất trong năm nay. 1. Limpo, 18,7 triệu đô. 2. Framework, 15,7 triệu đô. 3. Boring Art Club, 13,7 triệu đô. 4. Dragon SB Finance, 10 triệu đô. 5. OpenSea, 3,4 triệu đô. 6. Topcoin, 2,23 triệu đô. 7. The Shifter, 2 triệu đô. 8. Alantia AI, 1,8 triệu đô. 9. Moonbird, 1,5 triệu đô. 10. Omni, 1,43 triệu đô. Những nhà đầu tư nên cẩn trọng và bảo vệ tài sản NFT của mình. Cha đẻ Ethereum dội nước lạnh vào tham vọng của Zuckerberg. Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum cho rằng Mark Zuckerberg có thể không đi đúng hướng trong tham vọng bá chủ Metaverse. Hiện còn quá sớm để biết mọi người thực sự muốn gì. Vì thế, bất cứ điều gì Facebook đang tạo ra cho đến nay có thể không đúng. Cũng theo ông, bất kỳ nỗ lực nào của Meta hiện tại nhằm tạo ra Metaverse sẽ chẳng đi đến đâu. Do đó, việc công ty đổ hàng tỷ đô vào vũ trụ ảo cuối cùng có thể không bao giờ tìm thấy thị trường. Nhận xét của Buterin như dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Zuckerberg. Cuối năm ngoái, Zuckerberg đã đổi tên công ty từ Facebook thành Meta để theo đuổi mục tiêu vũ trụ ảo, cũng như chi hàng tỷ đô la cho bộ phận nghiên cứu gồm mảng kính thực tế ảo Reality Lab và nền tảng ảo Origin World. Trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, Meta cho biết lợi nhuận hàng quý đã giảm từ 43% xuống chỉ còn 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng mảng Reality Lab báo cáo lỗ gần 3 tỷ đô trong quý này. Còn về mạng xã hội Facebook, người ta cũng dần chuyển sang TikTok. CEO MicroStrategy mất kế, công ty lỗ 918 triệu đô vì Bitcoin.
tỷ phú Michael Saylor tuyên bố từ chức, không giữ vai trò giám đốc điều hành của MicroStrategy nữa. Michael là một trong những nhà sáng lập của MicroStrategy từ những ngày đầu tiên, một trong số tổ chức nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới. Về vị CEO mới, Phong Lê sẽ chịu trách nhiệm cho cả vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty. Phong giữ quan điểm khá kiên định về tiền điện tử với quyết tâm không bán Bitcoin như Michael Saylor. Một số suy đoán rằng việc Michael Saylor rời khỏi vị trí CEO hiện thời có thể chỉ là biện pháp nhằm xoa dịu cổ đông sau những thiệt hại họ gánh chịu thời gian qua khi ông không bán Bitcoin. Sự sụt giảm giá Bitcoin nghiêm trọng trong thời gian qua đã khiến MicroStrategy phải gánh khoản phí tổn thất tài sản kỹ thuật số trị giá 918 triệu đô. Đối diện với bối cảnh thị trường suy thoái, Michael Saylor nói rằng MicroStrategy sẽ tiếp tục hầu qua nghịch cảnh. MicroStrategy là một trong những công ty crypto bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ khi Bitcoin xuống giá. Giá Ethereum và Bitcoin tăng mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thị trường tiền mã hóa đã tăng mạnh kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo về việc tăng lãi suất 0,75% và Văn phòng Phân tích Kinh tế nước này công bố dữ liệu GDP giảm 0,9%. Ngay sau khi những tin tức trên được công bố, giá Bitcoin đã tăng hơn 10%, thiết lập đỉnh cục bộ tại 23,480 nghìn đô. Nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng tăng giá. Ethereum, Polkadot và Polygon đều có mức tăng hai chữ số. Có một thực tế là dù giá Bitcoin và các loại tiền mã hóa đang tăng, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng vẫn nhìn thị trường dưới một con mắt khá tiêu cực. Theo nhà phân tích Paul Hunter tại sàn giao dịch Scriptic của Úc, phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với đợt tăng lãi suất lần này của Fed là một động thái bất ngờ với ông, trong khi bối cảnh nền kinh tế nói chung vẫn khá ảm đạm. Đồng tình với nhận định này, trader nổi tiếng Ecapo of Crypto đã đưa ra dự đoán giá Bitcoin sẽ dao động chủ yếu trong biên độ từ 19.000 đến 23.000 đô. Ông tin rằng thị trường tiền mã hóa vẫn trong xu hướng giảm. VN Express nhận bão 1 sao vì khịa cộng đồng P Network. Những ngày vừa qua, báo VN Express đã đăng tải các bài viết nêu quan điểm về cộng đồng P Network. Trong bài viết, tác giả chia sẻ về việc đào Pi không tạo nên giá trị và người đào đứng trước nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Ngay sau khi đăng tải, bài báo nhận được nhiều thông tin đồng tình phía dưới comment. Phần lớn mọi người đều đồng tình rằng Pi vô giá trị. Nhiều người còn bình luận đùa rằng mình sẽ đem Pi để mua rau muống. Tuy nhiên, cộng đồng Pi lại không hề vui tính như vậy nha. Họ bày tỏ sự phẫn nộ với bài báo này. Được coi là cộng đồng đông đảo và tích cực nhất thị trường crypto, các bi thủ đã lên Google Play và để lại hàng loạt các đánh giá, chỉ trích bài viết không có căn cứ, không đúng sự thật. Có người còn viết, nhà báo rốt, thông tin phiến diện, không đáng tin cậy. Chưa dừng lại tại đó, anh em bi thủ đã thi nhau vote 1 sao trên app của VN Express, khiến đánh giá chung của app giảm từ 4 sao xuống còn 1 sao chỉ trong một ngày, với tổng số lượt vote rất lớn lên tới 20.000 lượt tất cả. Sau cuộc report tập thể này, cộng đồng mạng đã thêm một lần nữa phải trố mắt và e dè trước sức mạnh của những anh em P Network. Người phụ nữ bị kết án tù sau khi trả 10.000 đô la Bitcoin để thuê người ám sát chồng. Jessica Lien, 40 tuổi, đã bị bắt giữ khi thuê một sát thủ trên Dark Web và trả tiền cho anh ta bằng Bitcoin để ám sát người chồng cũ của cô ta. Tòa án quận Hoa Kỳ đã kết án Jessica 120 tháng tù liên bang, sau đó là 3 năm quản chế có giám sát và nộp phạt 1.000 đô la. Cô thừa nhận trước tòa rằng đã liên lạc với một kẻ sát nhân qua WhatsApp để cố gắng ám sát người bạn đời của mình. Theo các công tố viên, thực chất đó là một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang. Jessica không hề hay biết mà đã nói ra mục đích của mình là trả tiền để thực hiện vụ ám sát. Cô lên lịch gặp mặt trực tiếp người này để cung cấp một khoản thanh toán bổ sung và thông tin chi tiết về mục tiêu là người chồng của cô. Theo hồ sơ vụ án, các khoản thanh toán bằng Bitcoin với tổng giá trị khoảng 10.000 đô la đã được giao dịch hoàn tất giữa Jessica và sát thủ. Sau khi nắm toàn bộ thông tin, đặc vụ FBI đã báo lại với cảnh sát để kịp thời ngăn chặn vụ việc. Vì thế, người chồng vẫn bình an vô sự. Mất bao lâu để Ship đạt đến cột mốc mơ ước là 1 đô? Ship được ra mắt vào năm 2020, chạm mức thấp nhất mọi thời đại. Phải mất một vài tháng để Ship đạt đến ATS 0,00008616 đô vào tháng 10 năm 2021. Ở hiện tại, giữa thị trường gấu, Mincoin phổ biến Ship đang giao dịch quanh mức 0,00001062 đô, thấp hơn gần 90% so với ATS của nó. Năm nay, các nhà đầu tư Ship vẫn đang tự hỏi liệu đồng tiền số mà họ đang lao tâm khổ tứ có khả năng chạm mức 1 đô hay không. Shiba Inu đang có tổng nguồn cung khoảng 589,6 nghìn tỷ token. Nếu Ship đạt mốc 1 đô với nguồn cung này, vốn hóa thị trường của nó sẽ là 589,6 nghìn tỷ đô. Shiba Inu sẽ trở thành dự án có giá trị nhất địa cầu. Để có được mức giá 1 đô, Shiba Inu cần cắt giảm nguồn cung hơn 99%. Mạng lưới hiện đã bắt đầu triển khai quá trình đốt Ship. Hiện tại, có tổng cộng 12,6 triệu token Ship bị đốt cháy trong 24 giờ qua. Nếu đà này tiếp tục, sẽ có khoảng 4,59 tỷ token được đốt cháy hàng năm. Mắc nợ hàng nghìn đô vì game chạy bộ kiếm tiền. Nguyễn Tú, Bình Thuận, vay tiền ngân hàng và đổi ra hơn 6.200 đô để mua giấy ảo trong game NFT có tên Wingstep.
Tú cho biết, anh bắt đầu tham gia Wingstep khi game NFT thuộc thể loại chạy bộ kiếm tiền này ra mắt vào giữa tháng 6. Khi đó, tôi đầu tư một đôi giày giá 500 đô. Chỉ 15 ngày sau, tôi thu hồi vốn, trong khi đôi giày ảo cũng tăng giá lên 600 đô. Có kinh nghiệm chơi game NFT hơn 2 năm, anh nói đã tham khảo kỹ dự án và tự tin vào lựa chọn của mình. Nhất là khi nó được quảng bá rầm rộ và đã tham gia tài trợ một số sự kiện blockchain trong nước. Giữa tháng 7, anh vay tiền mua 5 đôi giày NFT và 2 điện thoại, kết hợp với 3 điện thoại sẵn có để cày game. Tuy nhiên khoảng 10 ngày sau, ứng dụng thông báo bảo trì. Tiếp đó, WSS token được tạo ra trong game với tổng cung vô hạn, bất ngờ giảm giá xuống còn 0,0008 đô, dù trước đó vẫn giữ ở mức hơn 0,001 đô. Các đôi giày NFT không thể sử dụng trong vài ngày.